Nghiện nó là một cái mà khi mà bạn thích một cái gì đó quá lâu và bạn coi điều đó là hiển nhiên và bạn bạn đổ lỗi đó là thì tôi thích vậy đó, thì tôi có cái tính vậy đó. Nhưng mà thật ra nghiện có những cái nghiện nó tốt, có những cái nghiện nó không tốt. Như hôm bữa em đã phân tích với chị rồi, đó là cái gì mà mình có nhiều quá nó cũng không tốt. Nếu như mà mình nhận thấy mình có cái đó nhiều quá, tư chứng tỏ là mình bị lệ thuộc. Và khi mình lệ thuộc vô cái đó, cái điều đó nó sẽ điều khiển mình. Ví dụ như em nói em bị nghiện uống cà phê, một tuần nay em phải bỏ cà phê. Tại vì em nhận ra là nếu một ngày mà bạn cần hơn 2 ly cà phê để làm việc, chứng tỏ là bạn bị lệ thuộc vô cái ly cà phê đó, và em quyết định là em bỏ cà phê. Thì một tuần nay em không uống cà phê nữa. Và em nhận thức được là à, bây giờ mình uống cà phê thì uống cho vui thôi, mình không cần cà phê để mà mình đi làm buổi sáng, mình không cần cà phê để mình làm buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Một ngày em có thể uống tới 4 ly cà phê mà không phải cà phê bình thường nha mọi người, như uống cà phê đen không đá không đường á. Tức là cực kỳ mạnh. Thì Nhi cần những cái lượng cà phê mạnh như vậy để mà Nhi có thể đi làm được. Thì Nhi nhận thấy là Nhi bị lệ thuộc như cái đó. Thì mua sắm nó cũng vậy, Nhi biết có rất là nhiều bạn nữ bị cái vấn đề này. Ok. Và các bạn phải hiểu vậy nè, khi mà bạn nhận thức được bạn nghiện cái gì, chứng tỏ là bạn vẫn còn tỉnh táo. Có những người người ta không nhận thức được luôn. Khi mà bạn vẫn còn tỉnh táo thì hãy tạo cơ hội để cho cái nghiện đó nó đi, nó ra đi bằng cách là bạn phải thêm những cái tích cực. Tức là bạn thêm một cái sở thích mới bạn nghiện. Ví dụ như chị rất là nghiện mua sắm, bây giờ chị hãy thử sử dụng cái nghiện mua sắm của mình bằng cách là chị mới có quần áo mới, chị mặc đồ xong chị thử tạo design fashion gì đó, chị chụp hình, chị đăng, chị làm cái gì đó có ích để ra tiền đi. Chứ chị mua sắm mà chị mua chị mặc một lần cho đẹp rồi xong chị vứt, cái đó gọi là phí. Ok, thì chị phải sử dụng, chị phải, cái não mà nó rất là kỳ cục, mình phải biết đẩy nó đi qua cái hướng tích cực, làm một cái gì đó tích cực trước, sau đó từ từ loại bỏ cái tiêu cực. Đó là sau khi chị dùng nó thì thấy nó có ích xong, cái chị bắt đầu chị đẩy nó qua là ok bây giờ mình giảm xuống, một tuần mình mua 10 bộ đồ, bây giờ mình giảm xuống mình mua 9 bộ, đếm tuần sau mình giảm xuống mình mua 8 bộ, sau mình mua 5 bộ, mua 6 bộ. Và phải kiểm soát bản thân, phải trung thực với bản thân mình về điều đó. Nếu nói mua đúng 5 bộ, nhưng mà chị đừng có cắt một cái rập, có nghĩa là chị mua 10 bộ xong giờ chị cắt một phát chị mua một bộ luôn, không được đâu. Ngày ngày mai chị sẽ lại mua 10 bộ à. Nhưng mà khi mà chị cắt từ từ á, cai nghiện là phải cai từ từ như vậy đó chị. Thì cái cơ thể của chị á dần dần nó sẽ thích nghi với cái hoàn cảnh mới là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chị có thể học cách cho đi, có nghĩa là những cái đồ mà chị không xài nữa chẳng hạn, tại vì chị nói chị mua sắm mà. Em biết cho đi nó rất là khó, cảm giác rất là khó chịu, nhất là những cái thứ mình mê mà. Thì chị hãy học là à, mình cho đi từ từ, thì mỗi lần mình cho một xíu xíu. Lần đầu em cho đồ em cũng 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 buồn lắm chị, tại em là kim ngưu mà, em có cái gì là em giữ lâu lắm, em chung thủy lắm, em không có bỏ rời nó được. Thì khi lần đầu mình cho nó đi dần dần mình mới quen, mình mới cảm thấy là à, mình không có dùng, mình cất miết trong nhà nó cũng bụi, trong khi một đứa trẻ nào đó đang cần, một người khác đang cần chẳng hạn. Thì tập cho đi nó cũng sẽ là một cái thói quen để mà giúp cho bạn giảm bớt những cái nghiện của bạn. Ví dụ như cho người khác thời gian của bạn để bạn nói chuyện, để làm sao để bạn không có, để bạn không tập trung vô cái thứ mà bạn nghiện đó chẳng hạn. Có nghiện cái tốt là chị có cho em, ví dụ như nghiện tập thể dục, ví dụ như nghiện đọc sách, ví dụ như nghiện thiền buổi sáng, rồi nghiện học những cái điều tích cực, rồi nghiện ăn uống lành mạnh. Những cái nghiện nó cũng là có cái nghiện tốt chứ sao không em. Nhưng mà khi em nghiện cái tốt á, em cũng phải coi coi là em có bị cùng không. Em nghiện cái tốt mà em cùng quá thì em cũng sẽ đi ra đường, em hơi bị xiên, xiên là tiếng 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 Anh, đại loại là em hơi quá mức á, hiểu không? Tức là em làm cái gì em cũng phải nhận thức được là nó có quá nhiều hay không. Cảm ơn chị Nhi, cảm ơn em. Em phải nhận thức được là à, mình có quá độ, quá mức, quá đi quá với lại tiêu chí của cái chuyện nghiện hay không. Còn nếu như nghiện cái điều tốt thì em nên tiếp tục. Nghiện nó là một cái mà khi mà bạn thích một cái gì đó quá lâu và bạn coi điều đó là hiển nhiên và bạn bạn đổ lỗi đó là thì tôi thích vậy đó, thì tôi có cái tính vậy đó. Nhưng mà thật ra nghiện có những cái nghiện nó tốt, có những cái nghiện nó không tốt. Như hôm bữa em đã phân tích với chị rồi, đó là cái gì mà mình có nhiều quá nó cũng không tốt. Nếu như mình nhận thấy mình có cái đó nhiều quá, tư chứng tỏ là mình bị lệ thuộc.
và khi mình lệ thuộc vô cái đó, cái điều đó nó sẽ điều khiển mình. Ví dụ như em nói em bị nghiện uống cà phê, một tuần nay em phải bỏ cà phê tại vì em nhận ra là nếu một ngày mà bạn cần hơn 2 ly cà phê để làm việc, chứng tỏ là bạn bị lệ thuộc vô cái ly cà phê đó, và em quyết định là em bỏ cà phê. Thì một tuần nay em không uống cà phê nữa, và em nhận thức được là à, bây giờ mình uống cà phê thì uống cho vui thôi, mình không cần cà phê để mà mình đi làm buổi sáng, mình không cần cà phê để mình làm buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Một ngày em có thể uống tới 4 ly cà phê mà không phải cà phê bình thường nha mọi người, như uống cà phê đen không đá không đường á, tức là cực kỳ mạnh. Thì như cần những cái lượng cà phê mạnh như vậy để mà như có thể đi làm được. Thì như nhận thấy là như bị lệ thuộc như cái đó, thì mua sắm nó cũng vậy. Như biết có rất là nhiều bạn nữ bị cái vấn đề này. Ok, và các bạn phải hiểu vậy nè, khi mà bạn nhận thức được bạn nghiện cái gì, chứng tỏ là bạn vẫn còn tỉnh táo. Có những người người ta không nhận thức được luôn. Khi mà bạn vẫn còn tỉnh táo thì hãy tạo cơ hội để cho cái nghiện đó nó đi, nó ra đi, bằng cách là bạn phải thêm những cái tích cực. Tức là bạn thêm một cái sở thích mới bạn nghiện. Ví dụ như chị rất là nghiện mua sắm, bây giờ chị hãy thử sử dụng cái nghiện mua sắm của mình bằng cách là chị mới có quần áo mới, chị mặc đồ xong chị thử tạo design fashion gì đó, chị chụp hình, chị đăng, chị làm cái gì đó có ích để ra tiền đi. Chứ chị mua sắm mà chị mua chị mặc một lần cho đẹp rồi xong chị vứt, cái đó gọi là phí. Ok, thì chị phải sử dụng, chị phải, cái não mà nó rất là kỳ cục, mình phải biết đẩy nó đi qua cái hướng tích cực, làm cái gì đó tích cực trước, sau đó từ từ loại bỏ cái tiêu cực. Đó là sau khi chị dùng nó thì thấy nó có ích xong, cái chị bắt đầu chị đẩy nó qua là ok, bây giờ mình giảm xuống, một tuần mình mua 10 bộ đồ, bây giờ mình giảm xuống mình mua 9 bộ, đếm tuần sau mình giảm xuống mình mua 8 bộ, sau mình mua 5 bộ, mua 6 bộ. Và phải kiểm soát bản thân, phải trung thực với bản thân mình về điều đó. Nếu nó mua đúng 5 bộ, nhưng mà chị đừng có cắt một cái rập, có là có nghĩa là chị mua 10 bộ xong giờ chị cắt một phát chị mua một bộ luôn, không được đâu. Ngày mai chị sẽ lại mua 10 bộ à. Nhưng mà khi mà chị cắt từ từ á, cai nghiện là phải cai từ từ như vậy đó chị. Thì cái cơ thể của chị á, dần dần nó sẽ thích nghi với cái hoàn cảnh mới là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chị có thể học cách cho đi, có nghĩa là những cái đồ mà chị không xài nữa chẳng hạn. Tại vì chị nói chị mua sắm mà. Em biết cho đi nó rất là khó, cảm giác rất là khó chịu, nhất là những cái thứ mình mê mà. Thì chị hãy học là à, mình cho đi từ từ, thì mỗi lần mình cho một xíu xíu. Lần đầu em cho đồ em cũng buồn lắm chị, tại em là kim ngưu mà em có cái gì là em giữ lâu lắm, em chung thủy lắm, em không có bỏ rời nó được. Thì khi lần đầu mình cho nó đi, dần dần mình mới quen, mình mới cảm thấy là à, mình không có dùng, mình cất miết trong nhà nó cũng bụi, trong khi một đứa trẻ nào đó đang cần, một người khác đang cần chẳng hạn. Thì tập cho đi nó cũng sẽ là một cái thói quen để mà giúp cho bạn giảm bớt những cái nghiện của bạn. Ví dụ như cho người khác thời gian của bạn để bạn nói chuyện, để làm sao để bạn không có, để bạn không tập trung vô cái thứ mà bạn nghiện đó chẳng hạn. Có nghiện cái tốt là chị có chứ em. Ví dụ như nghiện tập thể dục, ví dụ như nghiện đọc sách, ví dụ như nghiện thiền buổi sáng, rồi nghiện học những cái điều tích cực, rồi nghiện ăn uống lành mạnh. Những cái nghiện nó cũng là có cái nghiện tốt chứ sao không em. Nhưng mà khi em nghiện cái tốt á, em cũng phải coi là em có bị cùng không. Em nghiện cái tốt mà em cùng quá thì em cũng sẽ đi ra đường, em hơi bị xiền là tiếng Anh, đại loại là em hơi quá mức á, hiểu không? Tức là em làm cái gì em cũng phải nhận thức được là nó có quá nhiều hay không. Cảm ơn chị Nhi, cảm ơn em. Em phải nhận thức được là à, mình có quá độ, quá mức, quá đi quá với lại tiêu chí của cái chuyện nghiện hay không. Còn nếu như nghiện cái điều tốt thì em nên tiếp tục. Đừng có quên like, share và subscribe. Nếu các bạn là những người coi trung thành, các bạn phải biết phải làm cái gì rồi. Tiếp tục lan tỏa cái điều như vậy.